Về tay phải này, cái này quan trọng lắm em ạ. Cái tay phải nhá, cái thứ nhất này, khi đầu tiên nhìn bàn tay của anh là khi chơi không phải phải choãi cái tay ra như thế này đâu. Khi chơi đừng đừng bất kỳ một guitarist nào nhá, được gọi là chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ nhìn vào tay phải rất là nhiều. Tay không là chơi choãi như thế này, và cái ngón tay phải hơi khép vào thế này, nhưng mà khép vào không phải khúm vào thế này, mà nó vẫn có một cái khoảng hở nhưng nó nhẹ nhàng thôi, được chưa? Đấy, đưa anh mượn cái cây đàn này của em, hơi khép vào thế này nhá, tay em đang bị choãi. Và khi em đánh này, anh vừa rồi anh biết cái nốt nhạc đấy, cái kiểu em chơi này,